Kính mời quý vị theo dõi trận chung kết vòng loại khu vực thạch thất giải vô địch sân 7 Hà Nội 2018 giữa Suzuka Hữu Bằng và FC Khu 3. Không khí ở trên sân bóng hợp tác Thạch Hòa lúc này là rất tuyệt vời, đặc biệt là với số lượng cổ động viên rất đông của FC Khu 3. Những cổ động viên với cờ đỏ sao vàng và băng rôn Khu 3 vô địch, đó sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho FC Khu 3 ngày hôm nay. Họ đối mặt với một đối thủ rất mạnh là Suzuka Hữu Bằng. Ngày hôm nay Suzuka Hữu Bằng vẫn thi đấu trong trang phục quen thuộc, áo đỏ, quần trắng. Còn FC Khu 3 với trang phục màu xanh. Suzuka Hữu Bằng có lợi thế là một đội bóng đã hoạt động nhiều năm và đã được cọ sát nhiều, đặc biệt là ở các sân chơi lớn của Phủi Hà Thành như giải hạng nhất Phủi. Còn hôm nay FC Khu 3 có lợi thế lớn, chính là lợi thế về tinh thần. Với lượng khán giả rất đông, lượng cổ động viên cổ vũ rất cuồng nhiệt của họ. Ngày hôm nay đội hình xuất phát của Suzuka Hữu Bằng gồm có số 1 Văn Khiêm, số 8 Hữu Thắng, số 9 Lạc Quyền, số 11 Văn Tùng, số 14 Mạnh Cường, số 23 Tuấn Anh, số 24 Duy Mạnh. FC Khu 3 ra quân với đội hình gồm có số 9 Đức Anh, số 5 Ngọc Quý, số 2 Quang Huỳnh. Xin lỗi, đội hình xuất phát của FC Khu 3 có sự thay đổi. Tôi xin phép được giới thiệu lại. Đó là số 18 Văn Huấn, số 4 Văn Vinh, số 7 Văn Hùng, số 3 Văn Đăng, số 1 Văn Tùng, số 6 cũng là Văn Tùng và số 10 cũng là Văn Tùng. Như vậy là đội hình của Khu 3 có 3 cầu thủ tên Văn Tùng. Đội nào giành chiến thắng sẽ giành cúp vô địch, huy chương vàng và số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Cùng với đó là một suất dự playoff để tranh vé đến với vòng chung kết vô địch sân 7 Hà Nội 2018. Vòng playoff sẽ có 8 đội, sẽ diễn ra lượt đi và lượt về vào các ngày 17 và 18 tháng 11 trên sân Cường Quốc Hà Đông. Như vậy là một cầu thủ của FC Khu 3 đã bị đau. Tám cái tên dự playoff gồm có Ánh Sáng Việt ở khu vực 1, Nhị Khê ở khu vực 2 và MU0373 ở khu vực 3. HM Family ở khu vực 4, đó là những đội đã giành giải 3 ở 4 khu vực 1, 2, 3, 4. 4 suất còn lại dự playoff là các đội vô địch ở khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Sơn Tây và Thạch Thất. Thắng TVS chủ định chuyền bóng cho Quyền Milo. Quyền Milo đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hữu Bằng, Suzuka Hữu Bằng ở vòng loại thạch thất này với 5 bàn. Khu 3 đang chủ động chơi phòng ngự phản công. Họ biết rằng đối thủ Suzuka Hữu Bằng rất mạnh. Ở mùa giải
vòng loại khu vực Thạch Thất năm nay. Không vào. Khu ba đang rất vất vả để chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp của Suzuka Hữu Bằng. Ở vòng bán kết thì Suzuka Hữu Bằng đã thắng 1-0 Ba Cốc với bàn thắng duy nhất của đội trưởng kiêm ông bầu Phan Lạc Quyền, chúng ta vẫn thường gọi là Quyền Milo. Trong khi đó thì FC Khu Ba đã nhọc nhằn vượt qua FC 360 sau khi hòa 0-0 ở hai hiệp chính và thắng 2-1 ở loạt đá luân lưu. Việc FC Khu Ba vào tới chung kết của vòng loại năm nay được coi là một bất ngờ lớn. Có người gọi đó một chuyện cổ tích. Và sau khi chiến thắng ở bán kết thì các cổ động viên của FC Khu Ba thậm chí đã đi bão. Tùng Ca không vào. Tình huống ngẫu hứng của Tuấn Anh, một pha ngả người móc bóng rất hay. Nếu như bóng đi vào lưới thì đó sẽ là một siêu phẩm. Quyền Milo đã bị đau. Quyền Milo đã đứng dậy và có thể thi đấu tiếp. Trước đây Quyền Milo đã từng ăn tập ở Thể Công và được huấn luyện viên Hồng Sơn đánh giá là một cầu thủ trẻ triển vọng. Nhưng tiếc rằng sau này Lạc Quyền đã không theo chuyên nghiệp vì một số lý do. Ở sân chơi phủi thì Quyền Milo vẫn luôn để lại ấn tượng với khả năng ghi bàn rất nhạy bén. Quyền Milo là cầu thủ kỹ thuật tốt, có những pha xử lý thông minh. Thắng Tevez. Quyền Milo. Tùng Ca. Tùng Ca thắng Tevez. Và Quyền Milo là những người đã gắn bó nhiều năm với Suzuka Hữu Bằng và họ đã cùng nhau tham dự hạng nhất phủi của Việt Football tổ chức vào năm 2016. Tùng Ca. Cái tên Suzuka Hữu Bằng là một tên ghép giữa Suzuka, thương hiệu xe điện Suzuka của gia đình nhà chủ tịch đội bóng này, chính là Phan Lạc Quyền. Và Hữu Bằng là cái tên của làng Hữu Bằng, xã thuộc xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, một ngôi làng nổi tiếng với nghề làm gỗ. Các cầu thủ của Suzuka Hữu Bằng thì đều sinh ra lớn lên tại làng Hữu Bằng. Thương hiệu xe điện Suzuka cũng là một thương hiệu rất nổi tiếng ở trong ngành xe điện tại Việt Nam. Suzuka Hữu Bằng đang cầm bóng vượt trội. Chúng ta chờ đợi những bất ngờ đến từ FC Khu Ba với lối chơi phòng ngự phản công rất tập trung.
cú đá của Duy Mạnh. Trong số các cổ động viên của FC Cuba ngày hôm nay, thậm chí có một cổ động viên đã cởi trần và vẽ hình chiếc cúp lên ngực của anh ta. Ngày hôm nay các cổ động viên của Cuba đi rất đông, có đầy đủ nam phụ lão ấu, đủ mọi lứa tuổi và từ già trẻ đến các cháu thiếu nhi. Thắng Tevez, cú sút rất căng và bóng đập vào chán của một cầu thủ bên Cuba. Thắng Tevez. Vẫn chưa có một pha tấn công nào đến từ phía FC Cuba. Thắng Tevez. Các cầu thủ bên phía hậu bằng cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ của Cuba. Milo. Duy Mạnh rất hay và phối hợp như ngoài hàng Anh. Lạc Quyên rất nhiều những động tác kỹ thuật. Thắng Tevez. Mạnh Cường. Có ba cái bóng áo xanh dâng lên quá nửa sân, còn lại Cuba vẫn để ba cầu thủ ở nhà. Bóng vừa liếm cột ra. Tevez. Pha sọc bóng của đội trưởng Văn Hùng. Rồi, ngã rồi. Một quả đá phạt dành cho Cuba. Và Mạnh Cường đã phải nhận thẻ vàng. Một tình huống phản công đáng chú ý của Cuba. Sân để chăm sóc cho cầu thủ của Cuba.
Một cơ hội để cho Cuba có thể ghi bàn. Cú đá quá bổng, cú đá của Văn Tùng. Suy ca Hữu Bằng có sự thay đổi người đầu tiên. Suy Cai Hữu Bằng vừa rút Mạnh Cường ra và thay vào Việt Anh. Mạnh Cường đã nhận một thẻ vàng. Thắng Tevez. Việt Anh. Ở giải vô địch miền Bắc 2018 tổ chức trên sân Sư Phạm, Việt Anh cũng chơi cho FC Hà Tây và đã cùng với FC Hà Tây giành chức Á quân. Thắng Tevez. Vào 1-0 cho Suy Cao Bằng. Người vừa vào sân thay người là Việt Anh đã ghi bàn. Một sự thay đổi người đem đến hiệu quả ngay lập tức. Bây giờ thì Cuba buộc phải dâng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Từ từ cho ta lên.
quyền Milo. Một pha phạm lỗi của quyền Milo. Biết cái gì em biết gì thôi. Khá nguy hiểm. Việt Anh ngày hôm nay rất son, vừa vào sân đã ghi bàn. Thắng Tevez. Làng Thứ Bằng cũng là quê hương của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quyết. Văn Quyết trước đây cũng rất hay đá phủi cùng với các anh em của Suzuka Thứ Bằng. Ở hạng nhất phủi với football 2017 thì Văn Quyết cũng khoác áo Suzuka Thứ Bằng và chơi vài vòng, đã giúp cho đội bóng này chu hàng thành công. Thắng Tevez. Quyền Milo. Bóng đã chạm tay cầu thủ của Cuba. Những hình ảnh của trận chung kết này cũng đang được chiếc flycam ghi lại. Lúc này khán giả đã đứng kín bốn phía sân bóng Hợp tác Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Cú phá bóng của Văn Tùng. Ở huyện Thạch Thất này thì Suzuka Thứ Bằng chính xác là đội bóng mạnh nhất. Ừ.
Tuấn Anh. Đầu trận thì Tuấn Anh đã có một cú xe đạp chồng ngược rất đẹp mắt và gần như đã ghi bàn. Một pha va chạm rất mạnh, cả hai cầu thủ đều bị đau. Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trận đấu kia đây. Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trận đấu là Việt Anh. Trước đây Việt Anh đã là vận động viên tại câu lạc bộ bóng đá trẻ Hà Nội và từng học trường phổ thông Năng Khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội. Không rõ là thằng Tevez có thể thi đấu nữa hay không. Có lẽ anh sẽ phải ra nghỉ. Như vậy là hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Suzuka Hữu Bằng. Ở những phút đầu tiên của trận đấu thì Suzuka Hữu Bằng đã chơi ép sân hoàn toàn, cầm bóng vượt trội. Và sau khi có bàn mở tỷ số của Việt Anh thì Hữu Bằng đã chơi chậm lại một chút và Cuba cũng đã dâng cao đội hình hơn, tạo ra một vài tình huống nguy hiểm. Việt Anh là cầu thủ vào sân để thay cho Mạnh Cường và Chi.
Xin mời quý vị chờ đón hiệp 2 trận chung kết vô địch sân 7 vòng loại khu vực Thế Tắc 2018 giữa FC Suzuka Cao Bằng và FC Cuba. Trong hiệp 1 thì Suzuka Cao Bằng đã dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Việt Anh. Cuba đang nhận được sự cổ vũ rất tuyệt vời từ các cổ động viên của họ. Các cổ động viên của Cuba đang hô khẩu hiệu Cuba vô địch. Đầu của Văn Tùng. Cường Milo vừa bị phạm lỗi sau một loạt những pha tầng bóng rất kỹ thuật. Mạnh mẽ quá người, rất đơn giản. Trọng tài cho Hữu Bằng lợi thế. Rất hay, không qua được thắng Tevez. Trường hạng của Văn Hùng. Tùng Ca. Cường Milo trần rất hay. Phạm lỗi rồi. Sẽ có thẻ vàng dành cho cầu thủ của Cuba. Cường Milo xoay sở rất nhanh. Những pha xử lý kỹ thuật của Cường Milo khiến cho những hậu vệ theo kèm phải vất vả. Ngày nay con trai của Cường Milo cũng đến sân cùng cổ vũ cho bố.
Văn Khiêm. Việt Anh mạnh mẽ. Văn Hùng, nhiều khả năng Văn Hùng sẽ treo bóng. Đúng là một cú treo bóng nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Mạnh mẽ đã chặn được cú sút của Văn Tùng. Khoảng cách một bàn vẫn rất mong manh. Tùng Cà vừa bị tê chân. Bên phía Cuba đã phạm 7 lỗi ở hiệp 2. Chỉ cần mắc thêm một lỗi nữa họ sẽ chịu quả đá phạt không hoàn rào ở cự ly 10 mét. Huấn luyện viên Phan Văn Việt của Sư Cà Hô Bằng đã đích thân vào sân và anh sẽ đá thọc. Milo. Thì Milo đã cài và nhả bóng cho đồng đội rất tốt. Rất nguy hiểm, những tình huống cố định, những tình huống treo bóng của Cuba cũng rất nguy hiểm. Thắng tay mét bật tường rất hay, không vào, bóng đập sang ngang. Pha phối hợp rất hay của Hữu Bằng, người dứt điểm là Hữu Cường. Tùng Cà
Pha bấm bóng của Văn Việt cho Quyền Milo, xoay sở rất hay. Văn Hùng Tùng Ca không vào. Cái chân của thủ môn Văn Tùng đã cứu thua cho Cuba. Tùng Ca, Tùng Ca, Tùng Ca chơi bóng rất hay. Đặng Văn Tùng, thằng Tevez đã phạm lỗi. Cuba đã chơi rất cố gắng và họ cũng tạo ra nhiều tình huống rất nguy hiểm. Đặng Văn Tùng, Đặng Văn Tùng không vào. Pha solo rất tốt của Đặng Văn Tùng. Văn Việt, Việt Anh, Hữu Cường sẽ rời sân và vào thay là số 4 Phan Lạc Tuấn. Quyền Milo rất khéo. Vào! 2-0 cho Sunika Hữu Bằng. Cú sút rất căng. Việt Anh đã là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Một trận đấu tuyệt vời của cá nhân Việt Anh. Anh đã có 2 bàn. Cú sút nâng tỷ số lên 2-0 của Việt Anh là không thể cản phá. Quá căng và cự ly gần. Bóng đập sang ngang. Cú sút rất tốt của Đức Anh. Thank you.
Cuba vừa tung Quang Huỳnh vào. Quang Huỳnh vào thay cho Văn Hùng. Văn Khiêm. Thắng Tây Ven. Văn Việt. Thắng Tây Ven. Điểm Milo. Chấp hành. Tám lỗi rồi, Cuba đã mắc tám lỗi. Và họ sẽ phải chịu quả đá phạt không hàng rào ở cự ly 10m. Một cơ hội tốt để Suzuka Hữu Bằng ghi thêm bàn. Quyền Milo sẽ là người sút bóng. Quyền Milo, đội trưởng kiêm chủ tịch Suzuka Hữu Bằng. Cú đá hơi bổng. Tùng Ca. Việt Anh. Rất hay. Văn Tùng. Quyền Milo. Thắng Tây Ven. Việt Anh. Hơi bỏng. Việt Anh sắp được rút ra nghỉ. Văn Chiến vào thay cho Văn Việt. Bên Cuba, Văn Hùng lại vào sân để thay cho Quang Huỳnh. Tùng Ca. Hãy
Tùng Cà đã được rút ra nghỉ, vào thay cho anh Ngọc Khang. Vừa rồi là một cơ hội bị bỏ lỡ của khu 3. Sút không vào. Penalty cho Cuba. Bóng đã chạm tay cầu thủ của Suzuka Hữu Bằng. Vào 1-2 cho Cuba. Cú đá penalty thành công của Văn Vinh. Bàn thắng thắp lên hy vọng gỡ hòa cho Cuba. Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng 3 phút nữa, nhưng sẽ có bù giờ. Việt Anh thắng Tevez. Cường Milo. Lạc Tuấn. Trận đấu sẽ có 2 phút bù giờ.
Thủ môn của Cuba đã ra khỏi vòng cấm. Cú sút của Việt Anh. Hai bàn thắng của Hữu Bằng ở trận này đều được ghi bởi Việt Anh. Những phút cuối rất hồi hộp. Chúng ta vừa xem lại một tình huống treo bóng rất nguy hiểm đến từ Cuba. Trọng tài đã nhìn đồng hồ. Hết giờ! Như vậy Sujika Hữu Bằng đã giành chức vô địch vòng loại khu vực thạch thất vô địch sân bảy năm 2018.